ảnh đã ok hơn rồi. Thêm logo vào góc mà bạn muốn. Đơn giản phải cô? Mũ mũ. Bây giờ thử tìm một bức ảnh khó hơn xem sao. Màu bức ảnh này khá ok rồi. Bây giờ cần phải xóa và chỉnh lại những đoạn bị che mất. Cũng khá là ok rồi phải không?
nhưng vẫn bị lỗi một vài đoạn cần sửa lại. Hoặc chúng ta có thể sử dụng công cụ này. Thấy ok hơn chứ?
Wow, tuyệt hơn rồi đó. Ok, lưu lại nào. Biết mình sẽ sử dụng Camtasia để chỉnh sửa video. Dengan mencari pengalaman hidup. Setiap anak laki-laki suatu hari akan pergi meninggalkan. Dalam yang akan membedakan cahaya kebenaran dan cahaya kesalahan. Thank you.
apa? Mau pasti mas.
CPU mình cũng khá ổn render một bộ phim hơn tiếng trên dưới 1020p. Quay lại với PTS nào. Photoshop. Yes. Tìm luôn ảnh phim đó về chỉnh sửa.
Bức ảnh này khá là ok rồi, chỉ cần thêm logo vào nữa là xong.
Vậy là đã render xong chắc hơn 10 phút. Now they're fresh.
Xin chào tạm biệt, hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em chỉnh ảnh thu nhỏ đẹp hơn chút.